guys, so I'm at the bus station, and there's this old motorcycle taxi guy. See him over there with a dodgy jacket. So Jenny Tran and Trevor Waterman both wanted me to help out a few dudes. So night out about East Dude here, thinking of going to the shops, to the bloody shops. À, đi gần cái chợ không? Hả? Đi gần đây có chợ không? Ủa? Phan Phan Đình Phùng á. Phan Đình Phùng gì? Phan Đình Phùng. Cũng không biết là có cái tiệm áo khoác á. Hả? Cái, kiếm cái tiệm áo khoác á. Mua áo á gì? Ờ vâng. Đi không? Đấy, đi đi. Ờ. Chờ đi. 30. Đi không? Chờ đi mua áo đi đã, rồi người ta chở đi đâu đi. Mua áo gì? Em mua áo gì? À được rồi, được rồi. お前はもう死んでいる。 All right. This guy is going to take me. Look at his bike. What an angle. What an angle. 98 à? Hả? 98 quê ở đâu? Hả? Số bản số 98 là ở đâu? À đâu đây là mình ở Bắc Giang. Bắc Giang à? À. Đây ra đây ra đây ra đây. Ra đây em. Qua đây à? À. Qua đây à? Đứng bên đó à? À. Xe này chở nổi không? Sao không đi được à? Đi cái gì đó? Đi được không? Xe này không biết có đi nổi không? Dạ. Nhìn cười quá. Đi về à? Hả? Đi về rồi đi. Đang mưa không? À không mưa. Hôm nay kiếm được khách nào chưa chú? Chưa. Chưa. Ủa, mua áo khoác đây được không? Có bạn này nè. Được không? Hay là... Mua đây rồi. Mua, mua đây luôn hả? À. Mua không? À, bán cho cái áo khoác là... Em ơi! À. Mua cho... Chú cần không? Hả? À? Chú cần áo khoác không? cháu mua nha. À, mua cho chú này á được không? không lựa chọn rồi lấy này luôn rồi. À, cần thêm gì không? Quần không? Không. Quần đi. Anh có lấy cái quần đỉnh nữa nè, đỉnh mặc cho ấm này. Có cái nào cái này nào khắc xuống miệng mặc à, này nhiêu? 200 à? Không cần quần á chú. Cần không? Lấy luôn đi. Ờ à, quần đi. Quần này mặc ấm rồi đó. Một đôi hay hai? Một cái rồi. Một cái rồi. Nếu ấm mua, ấm mua. Ấm mua mới đến mặc. Ờ, ok. Cái anh nón không? Hả? Cần cái mũ không? Có. Với một cái mũ nữa. À, mũ nào có nhiều loại
Bây giờ có tao Phan Đình Phùng không? Không mua, cho mua ở đây cũng được. Có gì mà cháu sẽ gửi tiền ba chục luôn. Này này, chú lấy không? Cái này áp phát 100 là bán, nó gọi là bán 4 em ấy nhá. 100 cái này và cái này. Vâng. Cái này 200 nữa là 300. 300. Vâng, ok. Chứ chú quê ở Bắc Giang hả? Không, quê Hà Nội nhưng mà mua xe ở Bắc Giang. À, mua xe ở Bắc Giang. Rồi ngày nào cũng chạy xe ở dưới đó. Nãy cháu chỉ muốn ủng hộ chú à, chứ đâu cần đi đâu đâu. Mà thấy thấy mang cái áo dắt nữa. Tính xuống cái tiệm M2 á, mua xe, nhưng mà vô tình trên đường là thấy thấy chị bán mà mua luôn ở đây để cho nó. Em mà vào M2 ấy, nó đắt lắm. À, mắc cho thôi. Cháu cái này là chú 300 một cái mặt thoải mái, ấm mát. Vâng. À, 300. À, chú chứ cháu chỉ muốn ủng hộ chú à, thì cũng gửi chú một cái số tiền để về Tết đón Tết ăn nha. Thôi thì cho cháu xuống đây cũng được nha. Cái gì hợp tác rồi. May quá. Cũng chạy xe vất vả. À, thấy cũng chạy vất vả lắm. À. Nhờ được chú này cũng giúp đỡ mà. Tuyệt vời đấy. Em mua cho chú thêm một cái quần nữa. Thôi. Cái thôi. Chỉ giờ chú về đó chạy nữa hả? À. Bây giờ lại quay ra cái bến đấy thì không, chờ cháu xuống đây à. À, chú đây rồi. Rồi, thì cũng cảm ơn chú à. Chúc rồi. Chú Tết năm nay vui nha. Tết lấy không? Vâng. Tết lấy luôn. Rồi đi nha. Đấy, hai đôi à? À, hai hay ba? Đấy, ba đôi đi. Ba đôi thì chị bắt trước hoặc còn trước kia. Tất này tốt không? Tất này em có đi vừa không? Rồi. Không biết vừa không? Vừa thoải mái mà. Cái này nó co giãn. À, tất nhiều tiền? 20.000 đôi ạ. 60.000. Hôm nay bán được không? Yeah. Em đi nhá. À, chào chú nha. Thì chúc chú may nha. Hỏi chú cũng vất vả ha. Thôi thì cháu gửi một số tiền cho chị nha. Thấy chị dễ thương á, cười có riêng quá. Chị nhá, cảm ơn. Thôi thì cố gắng lên nha. Rồi, chị cháu về chưa? Em ơi, thế này em là cứu được người đấy. Hả? Em thế này em cứu được người đấy. Cứu được người là bất khả hà tha em ạ. À, chú quê chị ở đâu? Quê chị Hưng Yên. Hưng Yên à? À. Về quê lâu lắm rồi, chị mới ra hôm nay, mới ra hôm nay mới đi trước. Có nhà chết thì có nhà chết. Có chị đi thì có nhà mọi người đi. Chị nói thật với em là chị lấy cái áo 109 bán em 240.000 thôi. Không được nãi đâu, cái áo trên hàng dày đấy. Nhìn em thật thà, chị cũng nhớ đấy. Rồi, thì cảm ơn chị ạ. Xin nhé. Hey guys, so not much reaction from that dude, man. I thought he'd give us a better reaction. Because I overheard him saying that he hadn't had any customers today, and it's like 4 o'clock, man. Or maybe, you know, someone rang us. Oh damn, the long woman rang us. I'll call her, see what's up. Maybe she couldn't deliver. But yeah, I thought he'd show a bit more emotion. Hello. Nãy chị mới gọi em. Oh.
Bên em đang ở đâu? Ờ, em đang ở trên trên đường phố, nhưng mà chị gửi khách sạn được. Bao nhiêu khách sạn, bao nhiêu khách sạn, có nhà bao nhiêu đấy? À, 17A. Sao bảo nó không ăn nên là tôi vừa bảo hỏi sao. Ờ.